tin Ủy ban Caritas Thư liên đới trong việc sử dụng nước Linh mục Du Xe Ngô Sĩ Đình Giám đốc Caritas Việt Nam Đã gửi thư mời gọi mọi người Hưởng ứng chương trình Liên đới trong tình anh chị em Năm 2021 Cụ thể lá thư mời gọi mọi người Tiết kiệm nước Thư tha thiết xin mời mọi người Vì lợi ích chung Và giúp cho nhiều người có nguồn nước sạch Kính thưa quý cha và anh chị em Chủ đề Caritas Việt Nam năm 2021 là liên đới trong tình anh chị em. Đợt lũ lụt tại miền Trung vừa qua, anh chị em đã bày tỏ tình liên đới một cách rất cụ thể qua những chuyến viếng thăm và cứu trợ đồng bào. Hiện nay bão lũ đã đi qua, Ủy ban Bác Ái Xã hội Caritas Việt Nam và Quý ân nhân vẫn đồng hành với anh chị em nạn nhân bão lũ lụt trong các dự án phục hồi kinh tế qua những dự án sửa nhà, xây nhà mới, cung cấp con giống hoặc cây trồng, cung cấp nước sạch. Tình liên đới của chúng ta dành cho những người hoạn nạn gặp cảnh khó khăn quả là đáng trân trọng. Tất cả những tấm lòng quảng đại đó đều xuất phát từ lượng từ bi của Chúa, đứng chắc chắn sẽ quảng đại với chúng ta và quý ân nhân. Tiếp nối tình liên đới với tình anh chị em, chúng tôi đề nghị chọn chủ đề tháng 3 là thực hiện tình liên đới qua việc sử dụng nước sinh hoạt. Chúng ta chọn chủ đề này vì ngày 22 tháng 3 được tổ chức Liên Hợp Quốc chọn là ngày nước thế giới. Ai cũng biết là nước là một nhu cầu rất cần thiết cho cuộc sống con người. Nhưng hiện nay tại nhiều nơi nguồn nước uống và nước sạch vẫn là món hàng xa xỉ đối với nhiều anh chị em chúng ta. Nếu thật sự nguồn nước chưa phải là vấn đề khó khăn đối với một số đông anh chị em, thì chúng ta cũng không thể thờ ơ trước vấn nạn mang tầm quốc tế này. Trong số 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc đang thực hiện tại Việt Nam, thì quyền được nước sạch và vệ sinh môi trường đứng hàng thứ 6. Nhìn rộng hơn, hiện nay trên thế giới có khoảng 780 triệu người chưa được tiếp cận với nguồn nước an toàn trong thông điệp tất cả anh em đức thánh cha Francisco đã nhắc nhở những người có điều kiện dùng nước dư giả dạ, nhưng chọn tiết kiệm nước vì lợi ích của gia đình nhân loại rộng lớn hơn đó là những người đã đạt được cấp độ đạo đức cao giúp họ nhìn quá vượt lợi ích bản thân cũng như nhóm của mình ngài khẳng định đó là những người có cách sống mang tính nhân bản tuyệt vời chúng ta đang sống trong những ngày mùa chay thiết tưởng một trong những cách thức giữ chay thiết thực là chúng ta chung tay bảo vệ môi trường trong đó việc bảo vệ môi trường nước Cụ thể, xin quý cha giám đốc hướng dẫn anh chị em hội viên Caritas có những hành động cụ thể như tiết kiệm nước trong sinh hoạt gia đình, bảo vệ nguồn nước sạch bằng cách không vứt rác bừa bãi, không phóng uế hay vứt xác động vật xuống sông rạch, không dùng phân tươi làm phân bón, sử dụng thuốc trừ sâu đúng hướng dẫn, hạn chế tối đa việc sử dụng các hóa chất gây ô nhiễm môi trường, đặc biệt là môi trường nước và những sáng kiến cụ thể tùy theo địa phương. Hiện nay chúng ta vẫn chứng kiến những tấm gương quảng đại cung cấp nước uống miễn phí cho khách đi đường. Đó là những hình ảnh tốt đẹp dường như đang đáp lại lời đề nghị của Đức giê -xu với người phụ nữ Samari. Xin chị cho tôi chút nước uống. Một chút thay đổi trong sinh hoạt hàng ngày tuy nhỏ nhoi nhưng tinh thần liên đới. Chúng ta đang cùng nhau làm cho nên lịch sử nhiều phong trào đại chúng đang được thực hiện như vậy. Nhưng dịp tháng 3, thay mặt Caritas Việt Nam, chúng tôi xin gửi lời chào mừng đến quý sơ, quý anh chị em cộng tác viên Nhân ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3. Chúng con cũng chúc mừng quý cha giám đốc, và Caritas Xuân Lộc nhân lễ bổ mạng mùng 8 tháng 3, xin thánh bổ mạng an Thiên Chúa đồng hành với Caritas Xuân Lộc trong những dự án tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn sự cộng tác của quý cha, anh chị em Caritas và quý ân nhân. Nguyện xin Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Thánh Giuse chúc lành cho những dự định của chúng ta.